Em thấy em đang phân vô em thấy ô đây là con mình hả? Em thấy trong đầu chà sao nó xấu dữ vậy? Mặt nó nhăn lại. Tú Vi xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Mình là Tú Vi, nghề nghiệp là diễn viên, có người chồng tên Lê Văn Anh, người con tên Lê Thị Cuốn. Bây giờ thì được 21 tháng rồi chị, gần 2 tuổi. Mới gặp Lê Thị Cuốn, mà Lê Thị Cuốn rất là đáng yêu, trời ơi, dễ thương lắm. Tóc đi cột chỉa ra vậy nè, mão dài, cưng lắm. Rồi, 20 mấy tháng thì đang rất là gọi là đỉnh cao của điểm bỉm sữa đó. Đúng rồi. Nó đáng yêu đúng không? Nhưng mà cũng có những lúc nó rất là... Trong gương mặt, trong cái gương mặt của sự đáng yêu á, đầy vẻ hoang mang. Nó đáng yêu là sao? Em nói đáng yêu lại phải nghĩ ngay tới những lúc nó rất là chướng, bởi vì bé này nó kiểu như tính nó hơi giống em hay sao á, nó bướng bỉnh mà nó không giữ. Thật ra ấy, em cũng rất là mong muốn mình có con với Văn Anh. Nhưng mà cơ bản con người em là em nghĩ rằng mình không có đủ cái tố chất là mẹ. Em là nghĩ... do em nghĩ. Yeah. Và em sợ là mẹ. Em sợ. Cho nên là lúc đó em lo lắng là em không biết là mình làm mẹ là có có tốt hay không. Rồi nhưng mà không, em chưa lo tới chỗ đó, em chỉ lo là không biết mình có dưỡng thai tốt hay không. Em bị ngén 3 tháng đầu em không có đi đâu được hết, tới bác sĩ bắt em phải nằm. Vừa hết 3 tháng tự nhiên em thấy em hết ngén, em hết khó chịu, em khỏe luôn á. Cái em sợ chị, em sợ á. Tại em đọc á, em đọc bài em nói là nếu tự nhiên mà hết ngén là rất có thể là có vấn đề á. Đọc bài nào nghiệt vậy? Cái bài nào nghiệt ngã vậy? Bài nào nghiệt vậy? Em lo, em nói là tự nhiên khỏe quá vậy, không biết có vấn đề gì hay không. Em lại phải đi check. Kiểu như mang thai là phải mệt, mang thai là phải bị hành. Thì bác sĩ nói bình thường, tại sao con phải sợ lo, tại sao con phải muốn mệt. Cái em vui vẻ trở lại. Nói chung em vẫn luôn trong tình trạng rất là căng thẳng và theo dõi rất là kỹ. Suốt ngày em cứ kêu đạp đi con. Mình bị bất an vì nếu như con mình nó nằm im, nó ngủ là cũng không chịu. Đạp đi con. Xong có lúc mà nó đạp thì trôi đau. Lan với lại chị Tô Nhi vẫn thường hay nói rất là nhiều, đó là chúng ta nên tìm hiểu nhiều cái cổng thông tin, nhưng chúng ta phải chọn lọc thông tin. Bạn này không biết đọc thông tin ở đâu, nghe là lo liền. Nghe thông tin đó là tự nhiên bản thân lo lắng liền. Cũng may thấy... cũng may là nhờ bác sĩ làm cái màng lọc để gạn bớt. Nhưng mà em thấy thì mình có lo lắng thì cũng tốt đi, cũng đỡ hơn. Tự vì mình lo thì cũng không mất cái gì. Đúng rồi. Sau cái 3 tháng ngén đó, là mọi chuyện nó suôn sẻ vui vẻ hay là mình có áp lực gì thêm hay không? Em thì không có bị gì, em chỉ bị giống như những mẹ bầu khác là mệt mỏi rồi nhức lưng, nhức tay, nhức xương cái gì, chắc do tuổi cao rồi. Trời ơi, tuổi cao trời ơi. Chị không có cửa gì luôn nha. Mà em là tạng người yếu nữa, không có tập thể dục, cái bụng em hơi nhỏ cho nên khi mà siêu âm thì bác sĩ nói chân em bé có thể hơi cong. Mà bác sĩ dùng cái từ á, khoèo. Em sợ Google cái mình hình dung ra cái từ khoèo là một cái từ rất là công là bệnh lý. Đúng rồi, bệnh lý. Sợ chữ khoèo lên nó trời ra cái hình em nói trời ơi. Xong rồi bác sĩ khuyên là không có sao, tại vì thực ra thì em bé sinh ra cái mình nắng liền. Nắng liền thì khoảng chừng tháng 2 tháng là chân em bé bình thường lại thôi. Cái gì em cũng kêu chồng ơi. Hôm ngày em kêu ổng chắc 200 lần ấy, nhờ ổng làm hết à. Vậy thì trong thai kỳ chị nghĩ là cái vấn đề về sự căng thẳng chắc ở em thì không đâu, nhưng Văn Anh chắc không. Thì ổng ổng o gầy mà thực ra ổng là một người rất là vô tư, ổng không có than gì hết. Ổng là người lạc quan, không phải vô tư nhưng ổng rất là lạc quan. Có vấn đề gì thì ổng giúp em, giúp được thì giúp. Nhiều khi lúc đó ổng cũng phải có công việc, có nhiều đêm á ổng cũng phải thức làm việc này nọ, nhưng mà buổi sáng thì ổng vẫn chăm em rất là kỹ. Thậm chí là em đói lúc 4-5 giờ sáng thì ổng cũng thức dậy để ổng, một á là ổng nấu ăn cho em, nếu như còn đồ ăn, hai là ổng sẽ đi mua rồi ăn cho em. Chắc là nhìn thấy em thảm quá cho nên là chồng em cũng thương. Tức đó là lúc mà em ngán em không ăn được cái gì đó chị, em chỉ ăn được giống như là cháo rồi xong uống sữa, nhiều khi uống nước mà em cũng muốn ấy ra luôn á. Thật ra đó là người đàn ông rất là tâm lý đó chứ. Thật ra cái sự bình thản của Văn Anh chị nghĩ là một người bình thản. Đúng rồi, cái sự bình thản đó nó là phản ứng rất là tích cực luôn trong cái giai đoạn đấy. Nhiều khi nên như vậy. Với lại vậy nè, một ngày bị gọi 200 lần á thì tốt nhất thì nên bình thản. Bình thản đi chị. Cái lúc mà em sinh ra á chị, em không có lo bất kỳ chuyện gì á, tức em cũng rất là mạnh mẽ, kiểu rất là dũng cảm nha. Dợm chân thôi. Chị có em hỏi Văn Anh á. Dợm chân giống em. Chân cuốn sao?
Bác sĩ nói ok ok ok. Thì bác sĩ cũng nói ok ok. Em xong rồi em vui vẻ tươi cười. Văn Anh thì rớt rớt nước mắt, em cười tươi lắm. Bây giờ cái chuyện mình đi sanh mình phải khai thác cho thật là kỹ. Em phải chia sẻ thật là kỹ cái lúc mà mình đau bụng đẻ, cái ngày hôm đó nó như thế nào. Cuốn nó không có quay đầu. Em nhớ hôm đó em 38 tuần đi khám thì bình thường thôi, xong rồi bác sĩ nói là ồ chưa quay đầu, tuần sau đẻ. Các em nói ủa, em nghĩ là giống như em nghĩ tầm 40 hoặc 41 có thể là ấy, nhưng mà mới có 38 xong nói tuần sau đẻ. Em với Văn Anh kiểu nhìn nhau xong không nói nên lời luôn á chị. Cái đi về nói với mọi người là tuần sau con đi đẻ nha mọi người. Tới xong mẹ em cũng hết hồn, ba chồng em cũng hết hồn luôn. Xong mọi người chuẩn bị thì tới đó em không biết đau bụng đẻ là gì hết á. Em chỉ có chuẩn bị lên bàn mổ rồi mổ vậy thôi. Rồi đúng em, cái ngày chị định mổ rồi coi như là tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ đẹp đẽ rồi đi. Trang điểm nhẹ. Mà vô phòng mổ có bị tẩy trang không? Trang điểm rất nhẹ không? Trang điểm nhẹ lắm chị, không ai biết hết trơn. Hồi lúc chị đi sanh á là chị đau bụng đẻ mà chị rất là sợ xấu. À vậy hả? Chị cũng cười có chị gồng mà chị cười. Chị cũng có trang điểm nhẹ nhưng mà chị gồng. Gồng mà không để cho người ta thấy mình gồng mà vẫn ráng miệng chi. Em thì không biết đau, không có lúc mà đẻ thì không có đau không gì hết trơn á, em bình thường lắm. Em chỉ nhớ lúc đó em nằm thì em rất là gọi là háo hức mà chưa thấy Văn Anh vào, tự vì người ta nói là chồng sẽ vô. Thì lúc mà mổ rồi nó sẽ rạch ra rồi thì tự nhiên có một bàn tay nắm lấy tay em rất là ấm áp, xem qua em thấy ông Văn Anh đang ngồi cười, thế là em lại an tâm hơn nữa. Trời ơi chị, ở trong cùng mở nhạc gì bao ngày mẹ ngóng. Những cái của mẹ. Anh Nguyễn Văn Trung ơi, em đang chờ nghe tiếp coi là phản ứng của Tú Vi khi mà nghe cái bài đó như thế nào nè. Em tức là thật sự mình đang cũng rất là cảm động và mình đang muốn, nhưng mà tự nhiên mình nghe cái nhạc nó hợp quá, cái xong mình mắc cười chị ta. Mình thấy ủa sao tự nhiên cho vô cái họ nhạc nó hợp, xong mình thấy nó mình cười kiểu gì, mình nói cái này nó sắp đặt quá. Phản ứng cô này ngộ mà chứ em là mỗi bị ngược. Mỗi lần mà em nghe cái bài đó là em khóc đó. Em khóc chị, lúc mà em có bầu ấy, mở ngay bài đó em ngồi em ngâm ngâm, thế là rớt nước mắt. Em nghĩ tới lúc mà em sinh chồng chắc em cảm động động lắm, ai ngờ mà ông Văn Anh thì ông rớt nước mắt. Em vẫn quay qua em cười vậy đó. Mọi người nói mẹ Vi giỏi quá, mẹ Vi giỏi quá. Thế là em cũng tươi lắm, không có vấn đề gì hết luôn. Cho tới khi mà vô phòng hồi sức rồi chờ bé cuốn vô. Lúc mà mình mổ xong là mình đâu có được tiếp da với em bé. Em có được tiếp không? Da. Được tiếp da. Cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào? Lúc đó thật sự em chưa có cảm xúc gì, quá không có cảm xúc gì mãnh liệt hết chị. Em thấy em đang phân vô, em thấy ồ đây là con mình hả? Em thấy trong đầu, chà sao nó xấu dữ vậy? Mặt nó nhăn lại. Mấy ký? Nó nhỏ nó khoảng nhỏ thì dễ nhăn, khoảng 2.7 kg thôi. Lùi 4 kg nên không thấy nhăn, chị xin thường. Trời ơi, ngưỡng mộ quá. Cũng có tự hào. Đau lắm. Cũng có tự hào. Chị mỗi chứ lần hồi xưa mà nó đạp em là em thấy nó kinh khủng lắm rồi á. Nó đạp chị muốn văng giường hoài. Mà em nghĩ đau đẻ chắc nó ghê lắm luôn. Xong có lúc mà em xin mổ thôi em nghĩ thôi kệ đi. Trời ơi, chị super đấy. Như vậy thì nếu như sức đau không chịu nổi. 4 kg là nó mập bằng con em lúc 1 tháng á chị. Nhưng mà em rất sợ đau. Thế thì cái cú mà y tá buộc em phải đứng lên đúng rồi sau mổ đó chị, thì sao? Nhớ đời luôn đó. Em đứng lên em đi toilet á để tập đi á. Trời ơi chị ơi, cái video đó em ngồi xuống mẹ nói trời nhanh đi mà nó khó lắm, tưởng nó đau quá mà. Trời giờ nhớ lại em cũng choáng váng theo luôn á, mà nó đau kinh khủng khiếp luôn, là em không coi như em không nghe được cái gì ở ngoài nữa hết. Ba chồng em với chồng em là canh xong rồi cái Văn Anh vừa dắt em ra khỏi toilet để em kêu ba ơi, kêu ba qua đây, kêu ba là ba tới, ba một tay Văn Anh một tay là lôi em tới, là em nằm xuống lại á chị. Coi như chỉ cần mấy giây nữa mà em không nằm nữa là em nghĩ em té cái đụng nó luôn á. Em không đau còn thể thấy cái gì, em không còn đau đến như thế. Trời ơi, trời diễn tả sao ta, cái não em bắt cái chân em phải đi. Nhưng cái chân em không đi được. Nó lết gì nè, nó lết luôn á, nó không nhấc lên được luôn á chị. Nhưng mà mình cũng phải đứng lên, tự vì em phải hút sữa. Em phải hút sữa xong rồi giao sữa. Trời ơi, em nhớ cái cảm, thật ra em không lăn được luôn á chị, em không quay qua được. Em có nằm cứng đơ vậy nè, đêm đầu tiên qua đêm thứ hai. Mà cái giường bệnh viện á, thì nó bằng cao su hay là cái nệm của nó không nóng. Nó thấm mồ hôi. Trời ơi, em ướt hết mồ hôi. Ở trên này thì em á, thì nó lạnh. Ở dưới đây á, thì là nó nóng.
cái người em nó khó chịu vô cùng à. Văn Anh nằm cái bên ngủ ngáy khò khò, tại vì ông quá mệt, em cũng không dám kêu á. Tới khoảng 5 giờ thì có người kêu thay, nói là dạ thay này nọ, thì kêu 6 giờ bé cuốn qua. Thế là em thích cái cảm giác đó lắm. Em thấy cái cảm giác mà sáng ở bệnh viện có người chở bé cuốn mà đẩy bé cuốn qua, đẩy xe cho bé con tới rồi nè, em tới rồi nè gì đó. Cái xong rồi em nhìn lên thấy con của mình thơm tho sạch sẽ nằm ở đó, em rất là thích luôn. Để cho bú. Đợt đầu thì bú nó cũng khó khăn lắm á. Trời ơi, em bị chảy máu luôn mà. Vì không có sữa về hay là vì con ngậm con sai khớp? Con ngậm sai. Sữa thì lúc đó có sữa non rồi sao. Ồ, cái lúc mà hút sữa xong mà cái giọt sữa đục đầu tiên nó rớt ra, em với Văn Anh nhìn nhau kéo mừng rồi, hạnh phúc lắm luôn á. Giọt đầu tiên mà nó văng ra phát, trời ơi mừng lắm luôn á. Em hút ra được 30ml à, mà con lúc đó con em đang đói, mà em như là zombie á, đi lết đưa cái hộp sữa cho nó bú. Mà lết tự đang vẫn còn đau, mà đi như zombie trong cái hành lang bệnh viện không có ai, có một mình em lết em chạy tới mình đau nó hoài luôn á. Bé này nó buồn cười, mình em mới sợ đau. Sanh thường thì nó có cái đau khác, sanh thường nó sẽ lành theo kiểu thường, đúng rồi, lành theo kiểu tự nhiên, bởi vì cơ chế sinh nở là cơ chế tự nhiên mà. Vẫn rất ngưỡng mộ những chị có thể sinh thường á. Chuyện sinh thường hay sinh mổ đôi khi do phần số để liên quan cái đứa ở trong á. Đứa trong mà nó khỏe bằng mọi giá, nó bường, nó bò, nó trường, nó đòi đi ra. Ví dụ như con em là nó không quay đầu, nó không quay. Giờ em đẻ kiểu gì? Hình như là khoảng 7 tháng thì nó lại quay. Nó quay xong quay để dòng, nó quay lại chị. Quay vòng đó. 3 ngày thì xuất viện. 3 ngày. Lẽ ra 2 đêm thôi, em xin ở thêm đêm chị. Tại trong đó sướng quá đúng không? Đúng rồi chị. Cái chị mà đẻ cùng em với nó, trời em sao vậy? Trời đi chị muốn về lắm rồi đó. Sao em còn ở lại đêm vậy? Em như tiên, em biết em về tới nhà là em sẽ như con điên. Như vậy thì về nhà thì như thế nào? Chăm con nhỏ ra làm sao? Cái đêm đầu tiên không biết tại sao bé cuốn nó khóc nguyên một đêm luôn á. Xong rồi nó không chịu bú, rồi nó rất là ghê nhá. Nó đang ti em á. Mà lúc đó em hút sữa ra em cho ti bình, nó không chịu bú bình. Đưa vô rồi, nó nút xong nhìn lên nó thấy mặt em, cái nào nó đẩy ra. Kiểu nó nói là ủa bà ở đây sao bà cho tôi bú bình chi. Xong mà qua hôm sau, nếu mà cô, tại vì em có nhờ cô gọi là sao hộ chị? Hộ lý hả? Chắc là vậy quá, tới tắm cho con em buổi sáng. Cổ cho thì nó bình thường, nhưng mà tới lúc cổ về rồi, gặp mặt em nữa là nó lại không chịu ti bình. Đó, phải cũng luyện một cái khoảng thời gian, mấy ngày thì bạn ấy mới quen qua ti bình. Em hút sữa ra, em cho ti, để có gì em nhờ Văn Anh nó san sẻ việc cho con bú giùm em. Thật ra hút sữa nó cũng kinh khủng khiếp luôn. Đúng rồi. Em cũng bị tắc sữa vài lần á, rất là đau. Những lần đó thì em nhờ cuốn nó lại giúp mẹ đi con. Thế là nó bú là nó sẽ thông lại. Thông xong nó chú. Cái quá trình chăm con của mình nó có khó khăn và vất vả nhiều không? Hình như là chỉ có hai vợ chồng chăm thôi đúng không? Dạ, 6 tháng đầu là chỉ có em với Văn Anh thôi. Em thì lúc nào cũng lo sợ, chị biết rồi đấy. Cúp đầu em cũng hơi vất vả, hơi vất vả về phần tâm lý của em thôi. Thì sau đó thì em cũng cố gắng để cho nó bình thường trở lại. Bằng cách nào? Em nghĩ là do mình quen á, do mình quen với lại cái khối công việc đó, và em chia sẻ với chồng em, và em nói chuyện với lại bạn em. Đợt đó em cứ phải nhắn tin á, em nói là mày nói chuyện với tao đi, giống như là văn sinh người ta phải nói chuyện với mình để cho mình đỏ mình nó thoải mái xíu. Tại vì thật ra tinh thần em á rất là kém, rất là yếu. Em giải tỏa bằng cách đó. Em coi game show chị, coi mấy game show mấy anh chị chơi em thấy vui. Cái em cũng thoải mái được. Em có bị trầm cảm sau sinh không? Là đó. Là đó đó hả? Là đó đó. Trầm cảm nó có nhiều chủng lắm, nó có nhiều biểu hiện hành vi, nhưng mà đó là một dạng đó. Đó cái chuyện mà lo âu rồi bất an rồi sợ hãi. Em nhớ lúc đó em khóc hoài luôn á. Trong khoảng 3 tuần đầu tiên. Nhìn cái màn động đậy mà khóc đúng không? Nhìn cái màn động đậy mà khóc là gì? Là đang nằm vậy nè, cái là đèn cửa đó. Nó lắp gì ra người khóc. Số nào bà cũng đâu lôi chuyện. Chị cũng chứ chuyện nó cực trầm cảm rồi. Chị nhìn cái tức mặt là chị đang gì nè, mặt tôi bị gì nè, vậy là chị cũng bị trầm cảm. Kiểu như tìm được đồng minh hay gì. Lúc mà em có bầu ấy thì em nhớ hoài cái một cái comment của anh Thành Lộc. Đại khái cái comment đó là nhớ giữ sức khỏe và giữ tinh thần thật tốt, tự vì đa số tất cả những phụ nữ sinh xong sẽ đều rơi vào trạng thái trầm cảm. Thì lúc em còn nghĩ trong đầu là không, em sẽ không bị đâu. Em không bao giờ hả? Cái xong rồi cái lúc mà mình bị như thế thì em nhớ lại cái comment của anh Thành Lộc ấy, em mới nghĩ có thể đây là một triệu nó đó triệu chứng của trầm cảm.
thì đó mình mới có những cái cách để mình giải tỏa bản thân nhiều hơn, đi ra ngoài chơi nhiều hơn, đi cà phê cà pháo, rồi mới có một tháng mấy mà dớt nó đi ra ngoài cà phê luôn. Yeah. Lan rất là ủng hộ về cái việc mà mình nên giải phóng bản thân mình. Đúng rồi. Để mình đưa con mình đi ra ngoài chơi, đừng có sợ là 1-2 tháng rồi em bé còn nhỏ còn yếu, đừng có sợ ra gió. Dĩ nhiên là nó vẫn nằm trong cái sức chịu đựng của con thì chứ nên cho con làm quen dần với nhiều cái không gian môi trường khác nhau. Và bản thân bà mẹ rõ ràng là được cải thiện rất tốt về tinh thần khi mà mình bước ra khỏi bốn bức tường. Đến bây giờ em vẫn vậy, nếu mà buổi sáng nào rảnh mà Băng Anh dắt em đi uống cà phê rồi là em sẽ rất là vui, giống như sáng hôm nay chẳng hạn. Tội không Băng Anh quá. Ủa sao vậy chị? Phải rảnh dẫn mà đi cà phê thì ngày đó bà mới ổn. Ông chị cũng ổn mà. Nha Vân Anh. Ừ em ổn, em ráng ổn như Vân Anh nha. Cái lúc mà bắt đầu cho con ăn dặm thì như thế nào? Em đọc sách nè, rồi em coi mấy cái thực đơn của Nhật. Nói chung em làm theo cái kiểu Nhật, tức là không có gia vị gì hết á. Ừ, cho nhai thô em, luôn em không? Vẫn cho rây, rây. Sau đó thì em mới cho ăn thô, nhưng mà em không làm được cái kiểu mà cho tự ngồi bé tự bóc chỉ huy hả? Tại vì em thấy cái đó thứ nhất là nó bị phí đồ ăn đó. Thứ hai là em dọn cũng mệt, mà nó hơi, nói chung em không đủ cái kiên nhẫn để mà em, với lại em sợ nó bị trớ có một lần á. Không phải trớ mà nó bị nghẹn á chị, hốc. Bị hốc á, ăn xong trời ơi em xanh mặt luôn á, xong sau đó em đổi em cách. không dám. Mà hai mẹ con có vấn đề gì trong cái quá trình ăn dặm đó không, có cãi nhau không? Trời ơi, cãi với Lê Thị Cún không? Stress luôn á. Lê Thị Tú Vi có cãi với Lê Thị Cún không? Ủa sao chị biết em có thị? Tại Facebook em đâu có để chữ đó. À có, trời ơi, bé Cún nó cũng mạnh mẽ giống như là mẹ nó vậy đó. Nó cũng sẵn lắm. Trời ơi, như là em đút mà không ăn là vậy nè. Không. Ồ, rất biểu cảm luôn. Vậy đó chị. Không ăn là không vậy á, xong rồi phải dụ hết cái này đến cái khác. Có nhiều lúc em điên lên kiểu như em la lên, cái em lại thấy mình vớ vẩn, kiểu như nó có biết đâu mà la làm gì. Sau đó thì tự điều chỉnh lại bản thân mình, cũng nhẹ nhàng hả chị? Cũng nhẹ nhàng hả? Nhẹ nhàng là do cách nhẹ nhàng kể là do thôi. Cách em kể. Có thể những đứa trẻ khác nó sẽ phản ứng nó mãnh liệt hơn, nó quăng đồ hoặc là gì đó. Còn bé Cún thì chỉ cần giống như dụ một chút xíu mà cho nó ăn muỗng đầu tiên thôi, mà thấy ok là chén nó sạch bách. Còn nếu mà không ăn thì bà ấy sẽ không ăn luôn, kiểu dạng. Ờ tính ra là rất lập trường. Đúng rồi. Rất lập trường luôn. Vẫn tới bây giờ vẫn vậy á chị. Em phải đổi một cái món khác. Bé không thích ăn khoai mỡ mà rất thích ăn khoai lang. Thì mình sẽ biết được mấy cái đó để mình làm. Không, nhưng mà như vậy thì sẽ là một cô gái mà sau này đỡ cho em rất nhiều. Khi mà con có sự phát triển về ngôn ngữ, cái tính chịu trách nhiệm của con nó sẽ cao hơn. Và ví dụ trong việc lựa chọn thực phẩm và thức ăn mỗi ngày, giờ con ăn gì con chọn đi, và con chọn thì con tự có trách nhiệm với cái bữa ăn đó của con. Tới bây giờ em cũng hỏi, em cũng hỏi là bây giờ con muốn ăn chưa? Ăn. Đó là ăn. Là sạch bát. Còn giờ mẹ cho con ăn gán sữa nha. Không. Là biết là không như vậy ăn. Là tức là Tú Vi nuôi con theo cái cách là đói thì cho ăn. Dạ, chứ không có cái khung giờ. Thật ra thì em cũng canh để những cái khung giờ đó là bạn sẽ đói. Chứ em cũng không muốn ăn lung tung quá thì sợ bao tử nó cũng không có tiếp thu tốt được. Vậy là cũng có cái sự kết hợp và cũng có cái sự nghiên cứu và quan sát con mình rất là kỹ. Chính xác. Cún là con gái thì có lẽ là theo ba đúng không? Dạ, yêu ba. Yêu ba. Yêu ba lắm. Em nắm tay ba là không có cho luôn á. Em mà nắm tay ba nó không cho. Không. Phản ứng vậy đó. Tuổi thân không? Em thấy vui mà. Em thấy rất là mắc cười luôn. Tại vì cái lúc mà em mang thai Cún, em luôn nghĩ trong đầu là con sau này lớn lên phải thương ba. Bởi vì ba của con rất là thương mẹ và thương con. Em có bao giờ bị một cái cảm giác khi mà hai vợ chồng cùng đi làm về, xong rồi nó mừng có mình ba? Đúng, nó có bị cảm mà giác đó có chưa? Chị, nó nhìn em xong đó chị, đồng cảm quá. Chị ngày xưa chị cũng bị cảm giác đó, là chị muốn quay qua chị nhốt mình vô trong toilet luôn. Rất là tức giận. Em nghĩ là do ba hay chơi với lại mấy đứa trẻ con á, cho nên kỹ nó thích. Ba nghĩ ra những cái trò chơi rất là độc đáo lạ lùng, hai cha con chơi nhau, em không biết chơi gì với nhau mà cười hát. Sao em quay qua em thấy vậy đó hả, cũng nghĩ ra để chơi được. Em chả chơi với là Cún nhiều, cho nên là bà ấy cũng không thích em lắm. Từ từ nhưng thì mà ngủ thì sẽ kêu mẹ đó, thấy chưa, em rất thích khúc mà cho nó ngủ. Cho Cún ngủ là Cún sẽ kêu mẹ 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 mẹ,
xong rồi lại ôm, xong rồi nằm trên người ôm, xong rồi cái cả mũi xong rồi nựng nựng em. Lúc đó mình cảm thấy em tự hào vô cùng. Dạ đúng rồi, cảm giác một người mẹ thực sự. Còn ba ngày thì không phải là một người mẹ nữa rồi. Giống như oxin hay là gì á, chú nuôi. Thì với ít một ngày các bạn cũng đã trải qua rất nhiều cảm giác của nhiều vai trò. Tính ra cuộc sống cũng đầy đặn lắm đó. Giống như người ta có cái câu á chị Lan là nhiều khi mình tưởng mình đã biết hạnh phúc là cái gì rồi, nhưng mà tới khi mình có con thì mình lại biết được cái cảm giác khác nữa.